Mùa này thì vườn mình măng cụt sẽ bắt đầu chín. Cùng đi theo tụi mình xem hái măng cụt ra sao nha. Từ dưới góc nhìn lên thì quá trời trái luôn nè. Và năm ngoái thì chúng ta có trên đó chính là gõ gà măng cụt. Nhưng mà năm nay thì thấy mất tiêu luôn, không ai hỏi đến con gà và măng cụt đâu nữa. Đầu tiên mình sẽ đi xung quanh gốc cây, tìm những trái mà đã rụng rồi. Chứ đi một hồi mà không để ý là đạp lên hết trơn, uổng lắm. Tiếp theo mình sẽ tìm những trái mà tay với tới được, thì mình sẽ hái những trái này. Khi nào mà tay với không tới, nó ở tầm trung, thì mình sẽ dùng một cái lồng để hái nó. Bây giờ cùng xem vợ mình trèo lên cây. Vì trèo quen quá nên là một phát lên luôn nè. Trèo rất là giỏi nha. Những trái trên ngọn thì bắt buộc phải trèo lên, tại vì cái lồng không với tới. Những cây măng cụt này đã 20 năm tuổi, bây giờ nó rất là lớn luôn. Vào 20 năm trước á, thì khu vực mình bị dính quy hoạch, nên trồng cây măng cụt này để được đền bù. Nhưng mà mình tính thì không bằng trời tính, bây giờ nó vẫn sừng sững ở đây, nhưng mà dự án quy hoạch thì mất tiêu. Nhưng mà nhờ vậy thì mình mới có măng cụt ăn và có trái để bán. Cây măng cụt thì Tết sẽ ra bông và mùng 5 tháng 5 sẽ chín. Số lượng trái xen kẽ theo từng năm, năm vừa rồi thì trái rất là nhiều luôn, thì năm nay sẽ trái ít lại. Và chắc chắn năm sau trái sẽ rất là nhiều. Không biết đó chính là đặc tính của cây này hay là do mình không xử lý đúng. Anh chị nào có cách xử lý măng cụt ra trái nhiều thì chỉ giúp em với. Trái măng cụt thì chỉ cần ửng đỏ thôi là mình có thể hái được, để 1-2 ngày sau là nó sẽ đen lại thôi à, rất là nhanh luôn. Mình đang ở trên ngọn cây khá là cao, bây giờ mình sẽ tìm một cái trái chín đen và hái cho mọi người xem nha. Trái măng cụt thì tương đối là dễ hái, chỉ cần giật nhẹ thôi là nó sẽ rụng. Cái lá măng cụt thì nó to nên đôi lúc nó che cái trái lại, khi mà trèo lên hái thì phải quan sát thật kỹ. Nhìn sơ sơ là không thể hái hết được trái trên cây đâu. Có thể bạn chưa biết, ở phía dưới trái măng cụt có cái hình bông hoa như thế này. Nhìn vào đây thì sẽ biết được là số lượng muối ở trong cũng như là kích thước của nó. Cách ăn măng cụt ít bị giơ tay, mình sẽ bấm như thế này cho trái măng cụt nứt ra. Làm vậy thì chỉ cần gỡ cái lớp vỏ ra rất là nhẹ nhàng. Đôi lúc mọi người mua trái măng cụt ở ngoài chợ và bóp nó thì rất là cứng, đó chính là do trái măng cụt bị sượng. Tách xong rồi nè, rất là đẹp và đơn giản. Có 6 muối, tức là đúng với hình hồi nãy nằm ở dưới trái măng cụt nha. Và bây giờ thưởng thức thôi, ăn cái trái vừa hái trên ngọn cây nó đã gì đâu luôn á. Không biết vì lý do thổ nhưỡng hay là cách chăm sóc mà cái trái măng cụt của mình á, phần lớn là hạt lép. Tuy trái này khá là to và có 6 muối, nhưng mà thật chất nó chỉ có 2 hạt thôi. 4 cái muối còn lại thì hoàn toàn lép, không có hạt luôn đó. Hái một hồi thì được một gỗ như thế này khoảng tầm 30kg đó. Vì số lượng năm nay khá là ít nên mẹ mình đem ra chợ bán luôn, chứ không có bán online nữa.